Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Gái xin bị lấy ảnh minh họa cho tour 7.000 đô la Mỹ tung ảnh đẹp tựa nàng thơ, lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia có vợ. Là một người có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, hot girl Võ Ngọc Trân từng không ít lần dở khóc dở cười khi bị lấy hình ảnh vô tội vạ để câu like hay bê Mới đây, cô còn vô cùng bức xúc khi xuất hiện tin đồn mình cặp kè đại gia đã có vợ con. Gái sinh nước tiếng Instagram Võ Ngọc Trân, sinh năm 2001, cô là sinh viên trường đại học Hu Phích Sài Gòn. Nếu ai đã từng theo dõi trang cá nhân của Trân hẳn sẽ biết được cô nàng có sở thích diện những bộ đồ bikini gợi cảm để khoe triệt để body bốc lửa và căng đét của mình. Mới đây, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình, Hot Girl Sài Thành đã thực hiện bộ ảnh đầy phóng khoáng và hoang dại. Concept lần này mình chọn là một concept dạng dĩ, lấy ý tưởng về hình tượng cô gái di gan, đầy chiều sâu trong tuyệt tác ai đã đặt tên cho dòng sông, phóng khoáng và mang dại, hình tượng người con gái mang vẻ đẹp hoang dã, tự do, khỏe khoắn, tự tin với tâm hồn trong sáng ở tuổi 22. Cô gái ấy ở độ tuổi thật đẹp với dáng hình vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, trong veo như suối. Mình thật lòng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, Võ Ngọc Trân viết. Ngay khi đăng tải, Bộ ảnh và clip hậu trường buổi ghi hình của nàng hot girl đã nhận nhiều sự tương tác từ cư dân mạng. Bên cạnh sự trầm trồ về nhan sắc vạn người mê của Võ Ngọc Trân, nhiều dân mạng kém duyên đã hỏi thẳng tin đồn cô cặp kè đại gia đã có vợ nổi tiếng ở quận 7 khiến cô nàng vô cùng bức xúc. Trước những câu hỏi kém duyên, Võ Ngọc Trân lập tức lên tiếng. Đừng nghe tin vịt rồi bình luận vào clip người khác vậy nha, bạn rảnh thì bạn mở kinh lên nghe đi bạn. 2023 rồi tu khẩu đi chứ nghiệp cuộc lẻ lắm. Khi bị anti-fan tiếp tục hỏi, nghiệp là nghiệp quật mấy được cặp với đại gia mua xe hở. Ngọc Trân tự tin đáp trả, mình đang chờ bị nghiệp quật vì cặp với đại gia và được tặng xe nè bạn, vu khống thấy sợ luôn á. Đang yên đang lành lại vướng những lùm xùm không đáng có, nhiều người cũng vào động viên gái xinh xài thành. Kệ họ đi em, cuộc sống mình không có không quan tâm, mà con người ta đều có duyên mới gặp, mạnh mẽ lên em, cô gái xinh đẹp. Trước đó, gái xinh võ Ngọc Trân đã vô cùng bức xúc, khi hình ảnh của cô được một trang tin sử dụng để minh họa cho tài tồ nhiều người đẹp nổi tiếng tham gia đường đây đi tour, hạng sang 7.000 đô la Mỹ và được một tài khoản mạng chia sẻ lại trên Facebook. Ngay lập tức, Võ Ngọc Trân đã có màn đáp trả cực gắt trên trang cá nhân, của gì vậy ta? Chắc từ nay không dám mặc bikini chụp ảnh nữa quá, mình biết người ta lấy hình ảnh của mình cấp lâu rồi, mình có nhắn tin thì phát hiện ra ảnh mình bị phết, mà không nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy. Nhà mình cũng đâu thiếu thốn để mình làm điều này đâu. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghĩ tới việc này vì mình tự kiếm tiền được mà, oan ức ghê, nghiệp quá nghiệp, ai mở miệng nói người khác hay dùng hình ảnh của người khác với mục đích xấu xa như vậy là nghiệp trả không bao giờ hết đâu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.